Ok Hello tất cả các bạn ta đã lại quay trở lại với các bạn đây và trong cái video này ta đã tiếp tục chia sẻ cái phương pháp cái B thứ ba của cái phương pháp đó là đàm phán và chốt thương lượng được không nào với cái phương pháp mà cái cái b thứ ba này đó là gì ạ là cái việc sắp xếp và đưa đến cái việc mà giao dịch một cách nhanh nhất À, được chưa nào đây là một trong những cái cách mà để chúng ta có thể đóng cái điều đó sớm lại điều đầu tiên đó là gì ạ chúng ta cần phải xem lại cái quá trình mà cả hai bên bên bán và bên mua của chúng ta họ đang mong muốn gì có những cái điểm gì chung hay không thì chúng ta hãy dựa trên những cái điểm điểm đó chung để chúng ta nhắc lại một lần nữa cho cả bên bán và bên mua của chúng ta biết được rằng là chúng ta đang đều nói chung với nhau trên cái ngôn ngữ như vậy và chúng ta đều mong muốn cho cái giao dịch này diễn ra xảy ra chính vì yếu tố đó mà là gì ạ? Khách hàng hãy làm cho cái việc rằng là là gì ạ? Tiếp tục cho cái việc hợp đồng tiếp theo và những cái vấn đề nhỏ nào đó nó phát sinh thì nó cũng không thể thực sự là gây ra ảnh hưởng cho cái việc giao dịch mua bán của chúng ta. Ví dụ như rằng là có thể là khách hàng sẽ đưa ra một ví dụ như sau rằng là khách hàng muốn rằng là 30 ngày thương lượng là cái hợp đồng này tới 30 ngày chẳng hạn thì 30 ngày sau mới giao tiền chẳng hạn đúng không thì mình có thể nói hỏi lại khách hàng đó rằng là điều gì mà khiến cho anh chị phải chờ tới 30 ngày hoặc là 30 ngày sau thì mình mới giao dịch được được không các cái câu hỏi này cũng có thể gặp sự từ chối của khách hàng nhưng mà mình hãy nói cho khách hàng biết rằng là vì sao em lại hỏi câu đó vì em hỏi câu này có nghĩa rằng là để giúp cho Các việc rằng là nếu như anh chị có khó khăn gì hay là cái việc rằng là hỏi điều này cũng làm cho cái người bán họ cảm giác rằng là gì ạ họ sẽ uh, cảm thấy rằng là à cái điều này để mà họ chuẩn bị trước hoặc là họ biết được cái lộ trình mà thanh toán của khách hàng mua của chúng ta thì một cách nó sẽ tốt hơn được không nào nó giúp cho giữ vững cho cái việc mà là gì ạ bán hàng của chúng ta sẽ vẫn đang cần được cần vớt được cho cái việc mà cuộc đàm phán để đi đến một cách nhanh nhất được chưa hoặc là gì ạ à, chúng ta có thể là um, sắp xếp lại về cái việc là gì ạ ưu tiên giải quyết những cái công việc nào quan trọng nhất ví dụ như là cái khách hàng bên mua của chúng ta nhất quyết là phải gì ạ cái nhà đó phải tu sửa xong thì tôi mới uh, có thể là mua và tôi có thể mua ở được thì sao thay vì như vậy thì chúng ta có thể quay về với cái người bán rằng là chúng ta nói rằng là gì ạ anh chị à, anh chị có thể là gì ạ em sẽ gọi cho một cái đơn vị mà thi công về cái việc nội thất đó để sửa chữa cái căn nhà anh chị trong vòng khoảng một tuần gì đấy vì sau khi sửa xong thì khách của em cũng có thể giao dịch được luôn thì mình có thể nói rằng là quay ngược lại mình sẽ nói với cái hàng mà à, mua của bên mình rằng là à, anh chị có cam kết rằng là sau cái khi mà khách hàng sửa chữa căn nhà này theo ý của anh chị rồi thì anh chị sẽ giao dịch ngay được không Đấy vì sao? Đây là một cái điều mà cả hai bên chúng ta cùng mong muốn giao dịch Cho nên là gì ạ? Chúng ta cần phải có một cái điều gì đó cam kết với nhau Để cả hai bên cùng nỗ lực hết sức đi đến một cái giao dịch Nó thành công nó nhanh hơn được chưa nào hoặc là ví dụ như rằng là gặp với những cái việc là trường hợp là khách hàng vay ngân hàng chẳng hạn thì mình cũng có thể đứng ra dàn xếp sắp xếp cho khách hàng làm việc với ngân hàng trước được không nào hoặc là à, nói cho khách hàng mà, mà bán của chúng ta biết rằng là khách hàng đang cần phải làm việc với ngân hàng cho nên hãy chờ khách hàng thêm một thời gian ngắn cụ thể là bao nhiêu chúng ta có thể gọi điện thoại trực tiếp cho các bạn ngân hàng đang làm việc với khách hàng của chúng ta để bạn ấy nói chuyện để cho cái khách hàng người mua của chúng ta là gì ạ có được cái sự so sánh có được những cái lời nói chắc chắn từ một bên nào đó mà để gỡ được cái điểm nghi ngờ của khách hàng để giúp cho cái việc là gì ạ cả hai bên đừng cùng thỏa mãn được cái nhu cầu được chưa nào cái việc sắp xếp thì ta đang nghĩ rằng là và tương tự như vậy cái ngày mà khách hàng có thể giao dịch được, được ngày nào chúng ta cũng hãy cần phải sắp xếp một cái lịch và nói cho cả hai bên biết được cái lịch cũ nhau để vì sao từ đó mỗi một bên đều cùng có trách nhiệm với nhau cho cái việc mua và bán này giúp cho cái công việc mà kinh doanh của chúng ta giúp cho cái việc mà đàm phán của chúng ta một cách thuận lợi nhất và có được cái thời gian địa điểm một cách cụ thể nhất được không đấy là một trong những cái yếu tố của cái việc sắp xếp và ta hy vọng rằng là với cái bài số 10 này thì một số những cái chia sẻ này cũng sẽ giúp được các anh em hiểu được một phần nào nếu như các anh em muốn hiểu sâu hơn nữa về những cái ví dụ sâu hơn thì mời các anh em chúng ta sẽ tham gia cái chương trình cái chuỗi học đó là 12 ngày thách thức để trở thành nhà môi giới chuyên nghiệp thì trong đó ta sẽ phân tích nó kỹ hơn được không nào và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này và các bạn nhớ đừng quên ủng hộ ta nha ta vẫn mong muốn các bạn ủng hộ ta nhiều hơn nữa bằng cách xúc vào kênh nhấn vào chuông nếu như các bạn chưa nhấn hoặc là chia sẻ đối với các bạn mình rằng là cái kênh của Tara bằng cách copy cái link gửi cho bạn của mình được không nào? Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau những cái bài học sau nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.